Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Tèo ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Tèo có dựng một số phô mai ha, đế đẹp, lắc lượng duyên dáng. Giá thì mềm, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tèo ha. Vậy đế luôn vậy, đây cạnh đều luôn. Đây, rất đẹp. Rồi, chào anh. Chào anh Tâm, kính chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có về một số mai phôi ha. Chương trình em là bao sóng bao ship, với số điện thoại em là 0939 573 375, cũng là số Zalo của em ha. Rồi em hình thức em là bao sóng bao ship toàn quốc ha. Rồi em vào cái số 1 của chú Rồi, kia. số 1. Hoành 22. Rồi. Vậy đấy luôn. Chiều cao 1 mét. Rồi mã số 1 em giao lưu giá 1 triệu mốt đây. Rồi, 1 triệu mốt ha, có nghe cây đẹp đây. Rồi, lên mã số 2. Rồi, số 2. Cái này khó đâu ha. Rồi 25 hoành. Rồi. Đấy cộng to lực nữa gì. Chiều cao 1m1 cô chú anh chị. Quá khứ cái cây đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 2 em giao lưu giá 1 triệu 2 anh đây. Rồi 1 triệu 2. Rồi em lên mã số 3. Quần 22. Rồi, để đây. Cao 1 mét anh đây. Đế bàn đều 4 mặt ha. Rồi mã số 3 em vô lưu giá 1 triệu. Rồi 1 triệu ha. Quanh to giá nhỏ nè. Giá miệng hữu nghị luôn. Có anh em mình chung hết sỉ để giá sỉ luôn. Rồi em lên mã số 4. Rồi số 4. Đế bàn đều. Quanh 23. Chiều cao 90. Hai cành đều đầy đủ của chú anh chị. Rồi mã số 4 giao lưu giá 1 triệu mốt của chú anh chị. Rồi 1 triệu mốt ha. Có nghe cái đẹp đó. Rồi lên mã 5. Cái số 5. Quần 21. Rồi. Cao 90. Tay cành đều đầy đủ đẹp của chú anh chị. Lô này tay cành đẹp lắm. Rồi mã 5 giao lưu giá 900. Rồi 900. Rồi lên mã 6. Để số 6. Cây quá đẹp luôn. Đế lực không. Hoành 23. Cao 1 mét. Rồi mã 6 giao lưu 850. Rồi 850. Bao sóng bao ship luôn, anh em nào có hiện chí alo em hết lô cũng được, giá sỉ luôn. Rồi lên mã 7. Khó đồ hoành. Rồi ngay đây là 21 rưỡi tính 21 ha. Chiều cao 80. Rồi mã 7 em giao lưu 750 nha. Rồi, 750 ha. Rồi em lên mã số 8. Tông cao nè. Đế nằm giống như thú, cái này giống cái đuôi quầy. 18 hoành. Chiều cao 1 mét. Cái này giống như tượng thú, nằm méo bên. Rồi mã 8 giao lưu 850 nha. Rồi, 850. Rồi em lên mã 9. Rồi, số 9. Quần eo 23. Rồi, một bệ đế luôn. Đế một bệ luôn, chiều cao 1 mét. Rồi mã 9 em giao lưu 1 triệu nha. Rồi, 1 triệu thôi. Đế, quá đế, cây này đế, cũ đế luôn. Rồi, lên mã số 10. Rồi, số 10. Đế, cũ đế luôn. Rồi, tính 20 hoành thôi. Chiều cao 1 mét. Mã 10, tay cành đều lắc lượng, cũ đế đẹp.
Rồi mã số 10 em giao lưu 900. Rồi 900 thôi. Rồi em lên mã 11. 11. Thân lắc lượng đẹp luôn. Củ đi nơm. Rồi hoành 21. Rồi. Chiều cao 1 m. Dáng thế đẹp đế nơm luôn cô chú anh chị ơi. Mã 11 em giao lưu 950 ha. Rồi, 950 ha. Bao sóng bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Lô này em còn lớn nhỏ em còn khoảng 150 cây ha. Anh em nào có thiện chí alo khách lô thì em báo giá sỉ giá mềm luôn cô chú anh chị ơi. Còn 20. Rồi. Lấy cộng to lực. Chiều cao 90. Rồi mã 12 em giao lưu 750. Rồi, 750 ha. Lô này là tay cành đều đầy đủ luôn, lớn nhỏ gì cũng vậy. Rồi, lên mã 13. Hoành 20. Chiều cao 1 m. Rồi mã 13 em giao lưu 850 anh ơi. Rồi, 850. Rồi em lên mã 14. Giá mềm hữu nghị cho cô chú anh chị lấy hết luôn ha. 21 hoành. Chiều cao 90. Rồi mã 14 giao lưu 900 ha. Đế đẹp tay cành đều luôn cô chú anh chị ơi. Em lên mã 15. Đế như đế thú luôn rồi. 21 hoành. Rồi. Chiều cao 1 m. Rồi mã 15 giao lưu 900 luôn nè. Rồi, 900. Đế đẹp cực kỳ luôn. Rồi, lên mã 16. Hai mươi hoành, chiều cao 70, đế 17 luôn. Rồi mã 16 giao lưu 850 nè. Rồi, 850 ha. Một bệ đế luôn. Rồi em lên mã 17. Quái luôn. À, đế quá đế luôn của chú chị. Lô này đế tay cành đẹp. Rồi 20 hoành, cao 90. Mã 17 em giao lưu 850 nè. Rồi, 850 ha. Hoành to với nhỏ nè. Rồi, em lên mã 18. 18. Hoành. Chiều cao 1 m. Đế đẹp luôn. Rồi, mã 18 em giao lưu 650 nè. Rồi, 650 thôi. Rồi em lên mã 19. Hoành. Cao 90. Đế đẹp tay cành điều của chú anh chị. Bao sóng bao ship ha. Rồi mã 19 em vô lưu 700 đây. Rồi 700 thôi chị. Rồi em lên mã 20. Mười bảy hoành, chiều cao 90. Rồi mã 20 giao lưu 600. Rồi 600. Rồi lên mã 21. Đế đẹp luôn cô chú anh chị ơi. 20 hoành, chiều cao 1 m. Đế đều 4 mặt ha. Rồi mã 21 giao lưu 750 đây. Rồi, 750. Em lên mã 22. Hai mốt hoành. Cao 90. Rồi mã 22 em giao lưu 750 đây. Rồi, 750. Để điều 4 mặt ha. Dạ. Yeah. Rồi em lên mã 23. Quá đế của chú anh chị ơi. 23 hoành.
chiều cao 1m. Rồi mã 23 giao lưu 1 triệu cô chú anh chị. Rồi, 1 triệu. Quá đẹp cái này cô chú anh chị. Nhỏ nhỏ luôn. Giá mềm hướng nghĩ cho cô chú anh chị luôn. Điện chí chốt hết luôn có giá sỉ nha. 19 quành. Chiều cao 1m. Rồi mã 24 giao lưu 700 anh ơi. 700. Vành to giá mềm luôn. Rồi, em lên mã 25. Đây, để qua để luôn cho anh chị. 20 hoành, rồi 21 đến 20 ha. Bàn đều này. Chiều cao 1m. Rồi mã 25 giao lưu 850 nữa. Đây, 850. Rồi em lên mã 26. Ngồi đây đi, chứ không vô trong được. 21 hoành. Cao 90. Mã 26 giao lưu 750 nè. 750. Rồi em lên mã 27. Đi nữa mà co lắc lượng ha. 20 hoành. Cao 70. Rồi mã 27 em giao lưu 700 anh ơi. Rồi 700. Rồi em lên mã 28. Rồi 28. Khối đế luôn. 19 hoành. Đế một đế luôn. Cao 1m. Đế đẹp. 7 đế luôn. Rồi mã 28 giao lưu 750 này. Rồi 750. Rồi lên mã 29. Hai mươi hoành. Cao 90. Rồi mã 29 giao lưu 800 anh ơi. Rồi 800. Em lên mã 30. Mười chín hoành. Cao 90. Rồi mã 30 em giao lưu 750 này. Rồi 750. Tay cành đều đầy đủ, em bao sóng bao ship toàn quốc ha. Anh em thiện chí chốt hết luôn, em giá có giá sỉ mềm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã 31. Rồi 31. Đế nằm dài nhưng thú nằm dài luôn. 20 hoành. Chiều cao 1m. Rồi mã 31 em giao lưu 850 nè. 850. Quá đẹp luôn. Cất lên mã 32. Rồi 32 lắc lượng. Đây, cây lắc lượng đẹp cực kỳ. Tay cành đều đầy đủ luôn cô chú anh chị ơi. 18 hoành. Chiều cao 65. Đó, thân thế đẹp luôn. Rồi mã 32 em giao lưu 750 này. Rồi, 750. Rồi, lên mã 33. Đây, tay cạnh đều lắc lượng. Luôn. 23 hoành. Cao 60. Rồi mã 33 em giao lưu 900. Rồi, 900. Rồi, lên mã 34. Thế này, màu đế như móng rộng. 19 hoành. Cao 90. Rồi mã 34 em giao lưu 800k này. Rồi, 800 thôi. Rồi, lên mã 35. Mười chín hoành. Chiều cao 70. Cái này hơi thân quái quái. Rồi mã 35 giao lưu 550 anh ơi. 550. Rồi lên mã 36. Vô đế đẹp. 19 hoành. Chiều cao 50.
Rồi mã 36 vô luôn 650 này. Rồi 650. Rồi em lên 37. Tí nữa em luôn 20 hoành. Chiều cao 90. Đây cành điều đầy đủ con chú anh chị. Rồi mã 37 em giao lưu 750 này. Rồi 750 có nghe cái đẹp. Bởi đế luôn. Rồi em lên mã 38. Hai mươi quạnh cao 1 mét. Rồi mã 38 em vô lưu 750 này. Rồi 750. Rồi mã 39. 39 20 hoành. Chiều cao 85. Đó, đế đẹp cực kỳ. Rồi mã 39 em vô lưu 850 nè. Rồi 850. Rồi mã 40. 40 cây okay, đế quá đế luôn. 21 hoành. Chiều cao 1 mét. Rồi mã 40 em vô lưu giá 900k. Rồi 900. Qua đây em còn số mai nè, em quay dùm em cái được là giao lưu hết luôn cô chú anh chị ơi. Đó em tổng cộng luôn bên lô bên đây với lô mới quay là 150 mấy cây á. Này cây nhỏ nè, lô cây nhỏ này. Cây nhỏ hoành 11. Nói chung hoành 11 cho tới 20 mấy á cô chú anh chị ơi. Lắc lượng. Nếu anh em nào có thiệt tình alula chơi vô em ha. Hết lô có giá mềm luôn cô chú anh chị ơi. Tổng cộng 150 mấy cây á. Giá mềm không nghĩ luôn. Lắc lượng có 1-2 cây trực ha. Đây đẹp ha. Bởi đế luôn. Có 1-2 cây trực tay cành. Tay cành đều nè. Đa số thì lắc lượng nhiều. Rồi cuối clip em cũng chúc cô chú anh chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy năng lượng ha. Cuối clip của anh em là có chốt hết lô thì em có để giá sỉ giá mềm không nghĩ ha. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tài ha. Cảm giá mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.